Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ nhận tất cả anh em nhận 50 đô miễn phí trên một cái trang web là bossstock.com tất cả các bạn. Sau khi tất cả các bạn đăng ký, các bạn nhận sẽ nhận được 50 đô. 50 đô này tất cả các bạn có thể tái đầu tư nhận lãi nha các bạn. Rồi, để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả đăng ký, đầu tiên tên của bạn. Các bạn ghi tên ảnh nè. Các bạn ghi tên của mình vào nha, họ của bạn. Ngô Quỳnh. Quỳnh Giang, rồi địa chỉ email nha tất cả các bạn. Rồi mật khẩu thì từ 8 đến 20 ký tự, có chữ cái chữ qua chữ thường nha tất cả các bạn. Thì mật khẩu mình share lại. Rồi các bạn nhắc vào tôi đồng ý với điều khoản các bạn, rồi bạn bấm nút đăng ký nha tất cả các bạn. Tài khoản của bạn đang được code để giành chiến thắng kiểm chứng với tài khoản của bạn sau khi sẽ nhận địa chỉ email. Rồi các bạn mở mail vào computer nha tất cả các bạn. Rồi nó gửi về cho một cái mail rất là mau luôn tất cả các bạn. Các bạn mở mail ra. Chờ chuyện mưa, hình như máy mình nó mạng hơi yếu, tất cả các bạn thông cảm các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Rồi các bạn bấm vào verify account nha các bạn. Vào đăng ký nhận 50 đô miễn phí các bạn, khá là ngon nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng ký vào, nó có nói nè các bạn, đang dịch qua tiếng Việt coi. Chào mừng, chúng tôi đã trình bày gói đầu tư của bạn là 0.005. Bạn có thể rút với chúng tôi không có thể điều kiện yêu cầu bổ sung. Bạn có thể rút thu nhập đầu tư của mình bất cứ lúc nào nếu đạt đến số tiền tối thiểu. Nghĩa là nó nói mình đã, nó đã sau khi tham gia tất cả, nó tặng cho bạn 50 đô tất cả, nó sẽ tái đầu tư cho tất cả các bạn. Rồi sau khi chúng tôi trình bày gói đầu tư 0.5, bạn có thể biến, chúng tôi không có điều kiện ẵn hoặc yêu cầu bổ sung cho mình đầu tư các bạn. Đây qua mình group nha các bạn. Và nhắc cho ba dấu gạch nè. À, quá trời một quảng cáo. Đầu tư dễ dàng, chi nhánh xác nhận người chiến thắng, chi nhánh. Chia sẻ của tôi. Để mình coi bên group bao nhiêu nữa các bạn. Phan các bạn, để mình coi bên group nó bao nhiêu nữa các bạn. Các bạn ơi, bên group nó này các bạn. Bên group của nó là số dư có thể rút được. Tổng vốn. Số dư có thể rút là 0.006. Chi nhánh nè các bạn, nó có nói là tổng vốn đầu tư của mình là 0.005 BTC nè các bạn, lãi là 0.61%, là 0.6 đô mỗi ngày nè các bạn. Mình rút bán này, mình vô một bán, mình rút là 0 chấm, rút tiền là mình chấm, mình rút là 0.0005 BTC, có nghĩa là cái này khoảng 20 đô ạ. Sau khi các bạn đủ số tiền, các bạn bắt địa chỉ với Bitcoin này vào các bạn. Rồi ghi số tiền các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ Bitcoin này vào đây các bạn. Các bạn bấm vào xác nhận yêu cầu bán các bạn. Đây thì con này của khoảng, các bạn chơi thì cũng khoảng 1 tháng ạ. Rồi đây thì xác nhận danh tính này nha các bạn. Ở đây thì nó không yêu cầu xác nhận danh tính nha các bạn. Sau khi các bạn có rút tiền nó mà nó yêu cầu xác nhận danh tính thì các bạn xác nhận danh tính nha các bạn. Còn này nó không yêu cầu thôi. Các bạn chỉ việc đăng ký để đi sau 1 tháng các bạn vào ngoài đây mà rút tiền nha các bạn. Cào này mà, cái cào này mới ra cũng khá là ngon nha các bạn. Các bạn cố gắng chiến nha các bạn. Làm gì 1 tháng kiếm 20-30 đô cũng ngon rồi. Mỗi ngày 0.006
Khoan đâu coi nha, mấy ngày rút tiền được nha các bạn. Chi nhánh đó. Này sao nó nhảy ra hoài không biết. 0% rút tiền nè. Mình rút nhiêu ta? Mình rút là 0.0005 BTC. Mà mỗi ngày mình 0.6. Chi nhánh đầu tư. À mình lộn rồi các bạn ơi, mỗi ngày là nó tăng cho mình 0.06 USD, có nghĩa là 0 chấm bằng 0.0005 BTC. Còn min rút nè, còn min rút là 0.0005 BTC nha bạn, minimum nè. Mỗi ngày mình nhận về 0.0005 BTC là min rút là 0.0005 BTC, có nghĩa là bằng 50 đô. Ồ, cũng khoảng tháng mấy, 2 tháng. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn đủ 0.0005 BTC, các bạn nhấp vào đây rút tiền, các bạn chọn vào với BTC nè. Sau này như mình có nhớ thì mình làm video hướng dẫn các bạn rút tiền, nhưng mình sợ mình quên thì các bạn nhớ nhắc mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt số tiền là 0.05 chỗ này nè. Rồi các bạn nhấp vào với Bitcoin nè, bạn nhấp vào 0.05 nha các bạn. Mình ví dụ nha các bạn. Rồi các bạn chọn địa chỉ với Bitcoin nè. Rồi bạn bắt địa chỉ với Bitcoin, rồi các bạn bấm nhau xác nhận thông tin là ok nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới mình trả lời tất cả các bạn nha các bạn. Hiện tại con web này mới ra, các bạn nên đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Trò này cũng khá là ngon đó các bạn ơi. Hẹn các bạn cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật clip tiếp theo nhé.